Em xin kính chào quý vị và anh chị và các bạn. Chào mừng quý vị anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của em. Vâng, hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị anh chị một mẫu xe gia đình Sorento 2018 bản phun xăng, bản GATH, bản phun xăng. Chiếc xe này của em được mang biển tỉnh, tên tư nhân. Chiếc xe này của em đã chạy được loanh quanh khoảng gần 5 vạn km rồi. Thực sự thì mà nói thì gần 5 vạn km thì cũng không phải là nhiều mà cũng không phải là ít. Gọi là chung chung rồi ạ. La răng xe thì là phay. Phay hình cánh hoa khá là đẹp mắt. Có màu xe được có màu xanh nhá, xanh đậm đấy ạ. Em quay cho các bác xem xung quanh ngoại thất xe. Đấy. Rất là to. Một chiếc SUV 5+2 7 chỗ. Đèn xe này, ca lăng trước này, ốp mạ chrome khá là sáng và đẹp mắt. Đèn bi chiếu xa, chiếu gần, đèn halogen. Đèn sương mù phá sương thì có là đèn halogen. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama nhá. Chỉnh điện một chạm. Đèn xi nhan thì đã tích hợp lên trên gương. Chủ cũ cũng ô carbon ở trên gương khá là đẹp. Là đẹp và tránh chống xước. Đấy. Đây lốp xe của lốp của chiếc xe này. Em đang quay mộc chiếc xe này của em. Lốp này thì vẫn là lốp nguyên bản thôi, chủ xe chưa thay. La răng này ra đang hình cánh hoa khá đẹp đúng không ạ? Sorento bản Sport full ATH full GATH nhé. Xăng. Đấy. Khi mà dựng lên thì hàng ghế sau thì xe 5+2, tuy nhiên hàng ghế sau cũng khá là rộng rãi. Hạ xuống thì mình sẽ có một khoang để đồ rất là rộng. Cố vẫn là chỉnh cơ thôi ạ. Điều hòa chiếc xe 3 vùng độc lập nhé. 3 vùng độc lập. 3 vùng độc lập. Điều hòa này. Điều hòa cửa gió. Điều hòa này kia. Hàng ghế thứ 3 cũng có điều hòa. Đều điều chỉnh được nhé. Có rèm che nắng này. Rèm che nắng nhé. Về khi bác có mua xe mới ở năm 2018 thì chiếc xe này nó có giá chưa lăn bánh, nó rơi vào khoảng 900, quanh quanh hơn 900 một chút gì đấy. Đấy. Nội thất màu kem khá sáng, tuy nhiên thì màu này thì cũng sẽ có một chút nhược điểm là nhanh bẩn thôi ạ. Điều hòa tự động. Cổng sạc này. Có cổng sạc nhé. Cổng sạc USB cũng các thứ đều có hết. Hộp này. Hộp chứa đồ. Đèn nó start-top này. Màn hình. Màn hình này là màn hình cảm ứng nhé. Màn hình của Kia luôn đấy ạ. Đây vâng. 48.000 km nhé.
vô lăng khá là tinh tế. Mặt đây ốp gỗ này, ốp gỗ này, rồi bọc da này, bốn chấu này, các cái đúng chuyển tăng âm lượng này, rồi là rất nhiều tính năng tích hợp vào trên chiếc vô lăng. Có đàm thoại rảnh tay này, rất nhiều tính năng công nghệ trên một chiếc xe 7 chỗ 5+2. Về cửa sổ trời thì là cửa sổ trời toàn cảnh này. Có tự động một chạm nhá, một chạm khá là tiện lợi đấy ạ. Một chạm này đấy. Tấm vải kia là tấm vải tự động che nhá, cho nên là nó cũng thực sự thì cửa sổ trời. Đối với thời khí hậu Việt Nam mình thì thực sự là không hợp với mùa hè, nên rất là nóng. Mặt ca lăng lưỡi hổ khá là đẹp. Đấy, em xin giới thiệu lại một chút về chiếc xe này của em nhé. Em có một chiếc Kia Sorento phiên bản máy xăng full ATH. Chiếc này sản xuất năm 2018, tên tư nhân biển tỉnh ạ. Order chiếc xe là 48.000, gần 5 vạn km. Chiếc xe đang có màu xanh nhá, màu xanh, xanh than nữa, màu xanh than thì đúng. Hiện tại em đang chào bán chiếc xe này là 775 triệu một chiếc xe đi gia đình, khá là hợp lý, tiết kiệm rất nhiều khi các bác mua xe mới. Các bác nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì xin vui lòng liên hệ với em theo số hotline em ghi vào màn hình. Đấy, hoặc trực tiếp đến cửa hàng em ở địa chỉ 93 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội, Nam Bắc Auto ạ. Vâng, em Thành nhá. Em cảm ơn các bác quý anh chị đã quan tâm theo dõi em. Các bác nào mà đang theo dõi em, xem kênh của em lần đầu thì xin cho em một đăng ký kênh ạ. Và em cảm ơn các bác, em chào các bác. À, em xin nói lại một chút là xe này của em hiện vẫn đang hỗ trợ banh lên đến 70% giá trị xe nhá. Và bên em luôn cam kết là xe không đâm đụng, không hầm nước, không tranh chấp, không phạt nguội ạ. Giấy tờ pháp lý bên em đầy đủ. Và em chào các bác nhé. Hẹn các bác vào video tiếp theo của em ạ. Em cảm ơn.